các bạn cho tên mình hiện giờ đang là chiếc LG K10. Và đây là một trong hai chiếc điện thoại mà LG mới ra mắt thuộc dòng K series của hãng. Thì dòng K là một cái dòng thiết bị thuộc phân khúc tầm trung. Nó kế thừa khá là nhiều những cái đặc điểm thiết kế của dòng G trước đây và cả dòng G Pro. Trên tay mình hiện giờ đang chiếc K10 là bản cao cấp hơn, tí nữa mình cho các bạn coi chiếc K7 sau. Thì ở đây chiếc LG K10 nó cầm lên rất là nhẹ. Mình cầm lên mình cảm thấy thích ngay lập tức luôn, bởi mình thích những thứ nhẹ. Có điều cái vỏ nhựa này thì cầm chưa được đã lắm, nhưng mà toàn bộ cái mặt phía trước của chiếc K10 là được phủ kính, điều mà chúng ta không thường thấy trên những cái máy tầm trung, cho nên vuốt rất là mượt mà. Và đặc biệt là bạn có thể thấy ở đây á, là LG họ làm cái viền nó hơi cong chút theo kiểu 2.5D, do đó những cái thao tác vuốt này của chúng ta rất là êm. Một số cái máy mà đã làm 2.5D, ví dụ như là Note 5 hay là trên Galaxy S6 hoặc là iPhone 6 đó, những cái máy đó thì cũng được làm kính 2.5D giống như là những chiếc K10 này, thì vuốt rất là tuyệt vời. Như các bạn cũng có thể thấy ở đây mặt trước nhẵn lắm, không có cái phím nào, mấy cái phím back và home và recent app thì LG họ đã di chuyển thành phím ảo rồi. Và bên hông này, hai bên hông cũng là những cái cạnh nhẵn luôn, nút thì LG đưa ra ngoài sau giống như là thiết kế của những cái dòng cao cấp của khác của hãng. Thì ở đây là chúng ta có cái cụm camera ha, có đèn flash LED, sau đó là nút tăng giảm âm lượng và ở giữa là nút nguồn. Thì mình cảm thấy là cái cụm nút này của K10 làm bình thường thôi, không gây ấn tượng cho mình như là trên V10. Cái V10 thì cái nút nó hình tròn cho nên nhìn nó cân đối và nó đẹp hơn, tuy nhiên nó cao cấp hơn rất là nhiều. Cái này thì nhìn nó hơi rẻ tiền chút. Ở dưới này thì chúng ta có logo nhà mạng và ở dưới này là loa. Còn cạnh dưới thì có đơn giản thôi, một cái cổng jack 3.5mm microphone. Và bạn để ý là các phần viền bên đây là giống như được mạ kim loại và nó kẹp ở giữa, trên dưới là hai cái miếng nhựa màu trắng. Cái phần nhựa phía sau này của LG K10 thì khá là trơn láng và không có gì nổi bật. Mình nghĩ là nếu mà có thể làm những cái hoa văn nào đó cho nó đẹp hơn thì sẽ ấn tượng hơn rất là nhiều. Giống như là trên K10 chỉ cần làm những cái hoa văn chấm bi dạng nhỏ thôi cũng đẹp hơn khá là nhiều so với lại các bạn bình thường. Thôi là những cái thiết bị khác sửa các bạn. Còn về phần mềm thì máy chạy Android 5.0 với cái gì từ biến của LG, toàn bộ những cái tính năng ví dụ như là knock code, rồi knock on, chụp tượng sướng bằng cử chỉ, vân vân. Thì những tính năng đó nó có đầy đủ ở trên chiếc K10 này, giống như là trên những cái chiếc cao cấp khác như là V10 hoặc là G4. Còn về mặt cấu hình thì LG K10 sử dụng màn hình 5K3 độ phân giải HD, lưu ý là chỉ HD 720 thôi. Camera sau là 13 megapixel, camera trước là 50. Riêng bản dành cho thị trường Mỹ là 80. Cái bản mà mình đang cầm cho các bạn xem ở đây là bản dành cho thị trường toàn cầu, cho nên thương hiệu là dành cho Hàn Quốc, cho nên chúng ta có cái camera độ phân giải cao hơn. Ở dưới là chip Snapdragon 1.2GHz 4 nhân, pin 2035mAh. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem tới cái con V K7.